ra đời năm 2017 tại Đức, High Rope dần trở thành một xu hướng thể thao mới trên toàn thế giới. Có thể nói đây là cuộc đua thể chất toàn cầu dành cho mọi người khi không yêu cầu đầu vào về trình độ chuyên môn hay thời gian hoàn thành. Trọng lượng được điều chỉnh cho từng đối tượng, 20 nhóm tuổi khác nhau từ 16 đến 70, 13 hạng mục thi đấu và thân thiện với vận động viên khuyết tật. Triết lý của High Rope là cuộc đua thể chất mà ở đó bạn vượt qua chính mình chứ không phải cạnh tranh với một ai khác và tất cả mọi người đều có thể tham gia. Hãy tưởng tượng, nếu như bạn thích tập luyện ở phòng tập, thi thoảng bạn sẽ cảm thấy thiếu động lực để đi đến phòng tập. Và nó là yếu tố giúp cho trải nghiệm tập luyện của bạn trở nên thú vị hơn. Và đây là điều mà chúng tôi đánh giá cao ở hoạt động này, vì sứ mệnh của chúng tôi là mang đến sức khỏe và hạnh phúc đến cho mọi người Việt. Các thử thách của cuộc đua thể chất toàn cầu được thiết kế dựa trên các chuyển động tự nhiên của cơ thể như chạy, nhảy, đẩy, kéo. Từ đó là nền tảng cho các hoạt động thường ngày trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Đây sẽ là mục tiêu giúp duy trì thói quen tập luyện và chủ động chăm sóc sức khỏe để tận hưởng cuộc sống. Các bài kiểm tra thể lực và cuộc đua High Rope là cơ hội để người tham gia thử sức mình, chia sẻ thành công, lan tỏa tình yêu thể thao và kết nối với những người có cùng đam mê sống khỏe. Thông qua cuộc đua thể chất toàn cầu, người tham gia có thể khám phá tiềm năng thể thao của mình, từ đó có thể lựa chọn được những bài tập phù hợp. Ở đây mọi người đều rất là yêu thể thao, rất là cố gắng, mồ hôi rơi từng giọt, ai cũng hít thở rất là khó khăn tại vì quá mệt rồi, nhưng mọi người không bỏ cuộc. Đó là một cái tinh thần thể thao rất là tuyệt vời. Việc đưa cuộc đua thể chất toàn cầu về Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động thuộc chiến dịch PT 3.0 nhằm nâng cấp hình ảnh của các huấn luyện viên sức khỏe. Bên cạnh đó, chiến dịch PT 3.0 còn bao gồm nhiều cải tiến để tăng trải nghiệm cho người tập. Trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp theo dõi và tối ưu hóa hành trình tập luyện.